Rồi, nói luôn. Đầu tiên, tụi bay tuổi gì mà tụi bay đòi thu ở gần Tụi rồi? Khu đóng gói mày biết của tụi em tụi tao không? Tụi bay đến từ đâu mà tụi bay đòi bước vô đây mà đòi thu ok? gì mấy này vô khu mình đâu có kìa hả? Nó qua khu đóng gói thu ok. Nó đòi nắm khu sao sai của tụi mình. Tụi bay né né ra rồi, tụi bay né né ra chút cho con đen nói chuyện đi. Rồi nói đi. Bây bây giờ bên bay là thằng nào ra đứng nói chuyện đâu? Tao. Mấy thằng nhóc này nó nho nho quá vậy? Nhóc Gì? Cái nhóc nào mà ở đây không có vô nhóc hôm nào sau mày á, kêu ai nhóc mày nhóc cái gì? mày Nhóc cái gì? còn cái hơn mày đánh nó chết nữa. Đưa đừng nóng quá. Nói đi. Tao ghét mấy thằng thu bảo kê thôi. Cái mà tao nói thẳng với mày luôn, tao không hề thu bảo kê, ok? Ừ. Tao không hề thu bảo kê, tao chỉ là đứng ra để tao đảm bảo là sẽ giữ trật tự cho khu này. Tự ý mày là sao? Đây là đất của tụi tao, khu của anh em sao sai tụi tao. Từ từ tao hỏi một chút coi, tụi bay tìm hiểu về sao sai được bao nhiêu Nói to thời lên gian đây là ơi. cứu? Ý là tao hỏi tụi bay tìm hiểu được sao sai là bao nhiêu thời gian là cứu? Sao sao bao nhiêu thời gian hả? À, cái thông tin ở đâu mà tụi bay nghĩ là tụi tao sẽ lấy tiền bảo kê ở đây vậy? Thì hồi nãy có thằng Vagot đó, nó thu bảo kê, nó nói là mày ba gót với mấy thằng ba lát tụi mày thu bảo kê đó, thì tao không thích mấy thằng thu bảo kê thôi. Rồi mày không có quyền gì đấy, mày không thích. Đơn giản là cái chỗ Mày đóng nói gói tao đó không là thích tụi công tao việc của mở mày cửa, hả? đúng không? Mày nói cái Thì gì? tụi bay muốn làm thì tụi bay làm chứ tao có thu bảo kê chỗ đó đâu. Ừ, sao lại có thằng ba gót đó đứng nó thu bảo kê? Thằng Bây ba giờ tao nói gót đơn thu giản bảo với mày hiểu kê vậy thì nè. cái chuyện Bây đó giờ chuyện của nó. sao sai là những khu da đen của tụi tao là những châu Á, châu đen, da đen đó. Bây giờ tụi mày mới chân ướt chân áo rồi mày bước lên mày đòi tới khu hay gì? Tao không thu bảo kê. Để Tao tao nói hả? chỉ thanh toán thằng nào đòi thu bảo kê thôi. À, có nghĩa là ai mà đòi thu bảo kê mày là mình chơi đó đúng không? Đúng rồi đó. Được, mày Mày chiến. thông minh đó. Đủ tao học lớp 3 đó cu. Có bằng thôi đó. Rồi nha. Rồi. Bên Vinh Giang nữa kìa. Không, từ từ, từ. Vậy cái lý do gì mà hôm qua là bay vô hút tụi tao là bay đấy? Thằng nào đấy? Ý Thằng là nào đấy đái thì là sao gì tao biết? á? Nó đái Làm thẳng sao tao ngay biết vô được? hút. Phan Gang tiếc chơi đâu. Đâu, Thằng nó đấy là đái gì thẳng vô vậy? hút tụi tao Phan Gang tới chơi. Tao muốn hỏi tụi bay thằng nào đấy? Thế tao hỏi mày, ví dụ một thằng nào đó nó lại đây nó viết cái chữ y chang vậy nhưng mà không phải tụi tao thì tụi mày cũng nói là tụi tao à? Rồi tao nói mày nghe nè, bây giờ đơn giản thôi, tụi mày chân ướt chân áo mới lên, tụi mày băng nhóm nhỏ là tụi tao biết nữa. Mày nghĩ anh em trong thành phố tất cả mấy cái gang gọi là có tiếng tăm ở đây mấy chỗ đó à? Sao mà biết được, tụi mày gây thù chuốc oán với ai, cái ngày của tụi bay tranh giành với tụi nó ghét. Có mày hồi lòng tụi bay hay sao? tái Chỉ lung có tung gì chứ cái nào cách đấy. nói chuyện của tụi bay mới biết là tụi bay là kém hiểu biết hả mẹ? Ê, nhưng mà hàng ngày hình như bữa tao thấy đi chung với Lờ rồi ấy. Cái thằng mặt sẹo này đó. Cái thằng bên phải, cái thằng. Đó mày, trong găng bên đó có hai thằng mặt sẹo, bên dealer có hai thằng mặt sẹo, tao nhớ rất rõ. Biết Một nào là luôn thằng đó mày. Thập Bát Vũ, hai là mày. Tao biết Mày gì đừng nói, giờ là mày thằng đừng có nào nói là mày chưa từng bước qua đây và tao chưa từng gặp mày. Thằng này Tao tao chưa gặp từng nhiều bước qua lần rồi đây. mà em. Vậy đừng nói vậy. Hôm bữa lúc thằng cây qua đây mày là thằng đứng ở ngoài kia kìa, tao thấy hết. Đừng nói là tao chưa thấy mày, kể cả thằng này luôn. Thằng này có đi chung mấy lần rồi. Đừng có nói là không Rồi có, chưa bao giờ bước chân qua đây. Rồi đâu mày cần tao gọi anh cây tụi mày lên để nói chuyện đúng không? Cây lên nào rồi? Cây Đi lên lên bên nào? nào rồi mày? Tao là Phan Gang. Đất sâu sai, tụi tao không có robot kê mà tụi tao chỉ gọi là đất này là đất của tụi tao, hiểu không? Đi qua đi làm ăn ấy thì muốn được thoải mái, thuận lợi ấy thì đi giao hàng. Tụi tao Giờ có hỏi ấy, hy giờ vọng tôi hỏi mày đơn giản cho thôi, tụi giờ tao cái một Phan hai Gang cục. tụi bay có cái chỗ để ở chưa? Ở một Cái này chỗ không để ai ở thu thì bất kê với mày hết ấy. Ừ, tí đó, để anh Tý nói đi. Ý là tụi bay có cái chỗ để ở chưa? Tao đậu đường xó chợ đó, còn gì À, là có nghĩa là cái gang của tụi bay là cái hút luôn á hả? Thật hút.
Thì bởi vì mày đâu có hiểu được cái cảm giác của tụi có hút đâu mày. Vậy mày có cái nhà chưa? Tại vì tao, tụi tao đâu cần cái lỗ để trốn vô đâu. Sợ giờ cái nịp cũng có chứ đừng nói cái nhà. Quê. Tao thấy là sắp tới tụi mày hơi khó sống xíu rồi đó. Hơi khó sống. Thằng nào khó sống? Tụi tao đang chờ đợi tụi bay đó. Coi tụi bay mạnh cỡ nào ta. Tụi mày hay khó sống. Nhờ công ty trách nhiệm ở ngoài hai thành viên. Hôm qua là tao thấy mấy thằng Red Devil hay khó sống tụi tao rồi đó. Kè Dương Nhan kìa. Nói gì đi. Sợ quá, sợ quá. Anh Red Devil khỏi thống với chúng nó kìa. Sợ quá, cho biết quý anh, cho biết quý anh, sợ quá. Sợ quá. Cho biết quý anh đi bạn. Nên mai mốt mình gặp, mình né. Hello trường. Hơi sợ. Có chịu gì chứ. Rồi còn mấy anh em Ballad nói xong rồi, giờ tụi tao hỏi cái chuyện này cái. Ở trên cái bãi sa mạc mày đái cho nó một bãi là Gudadit gì đó, tao không giải tiếng Anh. Gudadit by Fangang nữa là sao? Mày nhận bảo kê ở trên cái bãi sa mạc đó luôn, bãi đá xe trên sa mạc. Còn là sao, là yes or no đi chứ. Ừ, là yes đó thằng cu. Mày hả mày? Cứ dép thì cứ đấm hơn. Tao nghĩ mày nên mày. Trước ơi, khi mày muốn làm gì trong thành phố này thì mày nên học vài cái cách nói chuyện của mày trong thành phố này đó. Gì vậy? Vậy hả? Không biết đây. Còn mày nói cái chuyện là còn mày nói mà hãy mày nói đó, không phải của chị Miu đâu, cây dao. Bây giờ mày ok dưới kia xong rồi ở trên cái khu sa mạc nữa. Mày đã xem sa mạc nữa rồi mày kêu khó sống, ý là mày nói là tất cả những cái gang mà đang hỗ trợ những người còn lại trong thành phố là sắp tới khó sống như tụi mày luôn đúng không? Ý mày là sao? Thì nãy mày nói cái gì sắp tới tao sẽ khó sống như mày gì đó. Chú càng thấy tao giống quá. Nói mấy thằng màu tím mới khó sống mà. Tụi mày thể hiện cho tao thấy đi. Ờ, tụi mày thể hiện đi, đừng qua lời nói. Chào ơi. Không có lời nói gì đây cả. Chú thấy tao giống mò đâu. Nhắc nhở tụi bay vậy thôi. Trời ơi, từ cái mỏ tụi mày ra không phải lời nói với lại gì. Ít nhất tụi tao ra đường tụi tao còn màu tím để cho tụi bay nhận biết đó. Còn không biết tụi bay ra đường tụi bay mặc cái gì đó nha. Đầu đường xó chợ cũng này, không có cái hút thì không biết làm sao nữa. Kể cái trong thành phố này thế lực ngầm rồi cũng chưa biết tụi mày nữa. Tụi mày đòi khó sống nè. Ủa tính ra nãy nó kêu là anh đen là nó đang đứng ở chỗ đông gói ra có thằng đâu. Tao bắt bèn thì tao chả cần phải màu mè tím xanh đỏ vàng cho tụi bay đâu. Thì đúng rồi, tụi mày đâu có biết được là gang style là như thế nào. Tụi mày là mấy thằng vô gia cư. Đúng mày đó ta sợ. Cái gì? Đúng mày đó. Thôi tao có nhà nè, nhà tao nè. Đen với Ti rồi. Sao tôi nghĩ bây giờ mấy bạn muốn điều tra sâu hơn câu chuyện này nữa thì nắm đầu hang này về tài chính để biết nó quý danh nó là ai thì còn sâu xa được, còn không thôi thì mấy bạn muốn nhanh còn lẹ thôi. Tôi nghĩ cho nó đầy đi chứ tôi thấy nó cách nói chuyện của tụi nó cũng không hay cho lắm. Thôi giải quyết nó mình đến đây giang hồ đem mua đó làm gì thì mình giải quyết đi. Mày phải điều tra sâu hơn phía sau nó là thằng nào nữa. Ta mắc bắn quá nè, ta mắc bắn quá rồi nè. Cần gì đi cá. Thằng đâu không ổn gặp không chứ. Thiên nghe rồi mày có mấy người. Đó, mấy người làm gì? Tao nè. Mày chó là lỡ mày biết à. Nói thẳng luôn. Từ lâu tao cũng ngứa mắt cái dealer đó, dealer phan gan đồ bay lắm rồi. Thôi là cái gì? Thì tao nói vậy đó, tụi mày muốn nói gì mày quay nói. Tụi bay về nhắn với là mấy thằng chủ của tụi bay á, là mấy con chó tụi bay á bị cắt hết rồi. Về nhắn tụi nó kêu chủ mày qua đây mà nói chuyện với tụi tao. Chứ mấy thằng tép riêu như cỡ tụi bay á chưa đủ tư cách đâu cu. Vậy hả? Dạ bắn nó thì tự bắn một thằng thôi. Thằng kia cho về đi. Kia cho nó về đi. Cho tự nó nhét xác nó về đi. Nó nhiều quá mình. Ê, tao đợi nãy giờ 10 phút để tao bắn nó mà mày bắn nó rồi. Trời ơi, rửa bắn nó quá. Con này nó nhét xác về cho báo với thằng chủ của mày đó. Tức quá mà. Tao nói cho mày nghe, chó chứ không phải là chó, hiểu không? Nhét xác nó về đi.
Rồi tháo cộng đi. Mỏ tụi mày đó. Dán anh em mày đi đi. Em nói mà. Sao dán được? Tháo gì cho nó đi chứ, để nó dán em nó về. Được rồi. Tụi bây giờ ve ra đi, đứng cái gì mà lúc nào cũng bu làm như vui lắm vậy. Một à, lần lúc nào cũng đứng bu lại xong rồi chết cả đám mà nói nữa. Ủa mà hôm qua vụ gì mà bên bạn của tụi nó phát triển đâu vậy? Ờ sao nó hù bạn dữ vậy? Em mày về đi cô. Cái gì tôi có biết gì đâu, tiện tôi lên trên bãi sa mạc tôi thấy có dòng chữ trên đó, tôi đâu có biết cái gì nữa đâu. Không, nãy nó nói hôm qua mà bên cái bạn cũng mệt với tụi nó gì đó. Nãy nó nói là cái gì mà rất nhiều khổ sở mới tự nói cái gì đó. Có đi được không? Tại đi được kìa. Bác nó về đây. Ủa, chắc là hôm qua nó vừa hôm qua đụng độ với mẹ nó về. Tụi nó vòng vòng. Giác nó lên dài đi man, carry nó. Bác nó lên vai đây. Kéo kéo vào mày. Rồi tụi mày sẽ phải trả giá đắt thôi. Trả con mày. Có chịu thì. Thôi đừng có bắn nó, Đừng bắn nó nữa. Đừng có bắn nó nữa. Đây là trong hút mình BD nó vô bây giờ. Ờ sao chị hôm qua sao? Đi vô trong nhà nói đi, đi. Đi vô nhà đây. Tụi bay ở ngoài nha, không lần nào vô trong nha. Là hôm qua tôi đậu xe chung cư xong tôi khóa, tôi chạy lên chung cư tôi thấy bộ đồ tôi chạy đi cái xong tôi ra thấy con xe tôi chạy mất tiêu. Mà. Xong tôi chắc thấy con xe tôi chạy tới bãi cá luôn, xong tôi gặp thằng Rằng Ri đó. Tôi gặp nó chứ đâu. Xong rồi tôi hỏi nó sao nó lấy xe tôi chạy, cái nó kêu là hồi nãy nó được mấy anh mặc đồ màu tím hay là đội nón màu tím gì đó kêu nó lấy xe này chạy đi. Nó kêu là lấy xe này chạy đi. Xong rồi nó nói vậy xong rồi lúc đó nói chuyện tôi cũng giơ cái súng lên để áp chế nó cái. Áp chế nó cái để nói chuyện cho dễ. Đầu ra người nó trên đó 4-5 thằng, 6-7 thằng. Vừa giơ cái súng lên nó bụp 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 bụp. Tôi xỉu luôn. Cái xong chạy về lúc đó tầm đó khuya rồi, tầm đó 2-3 giờ luôn rồi. Khuya giờ đó còn có mình tôi với Tommy có hai cái súng mà. Xong tí hồi mấy đứa kia nó đi kiếm tụi nó, mà về tụi nó tới 4-5 mạng mà thằng nào nấy cũng có súng không. Xong còn có mình Tommy sao xử lý nổi thì kết quả sao là sao anh em cũng biết rồi đó. À ha. Là đụng với đám bên đó hả? Đúng rồi, đụng với đám bên đó. Mà trong cái đám đó là confirm chắc chắn luôn. Thằng này là người của Điêu Lờ. Tại nãy tụi nó đen chắn. Tại vì hôm qua là lúc mà tôi không biết là đó giờ anh em gặp tụi này sao tôi không biết. Nhưng mà hôm qua mà mấy đứa nó gặp về á, tụi nó có nói lại là trong đám nó là có một cái thằng mặc đồ măng tô màu xám của bên dealer mà. Ê, cái thằng mà mặc sẹo này tôi gặp nhiều lắm rồi. Thằng mặc sẹo này nó qua hút tôi ít nhất cũng phải là 3 lần rồi. Hai thằng mặc sẹo bên tụi tao cũng hơi bị khó chịu cái đám dealer lắm. Đến nỗi cái hút nó còn không có mà làm việc lúc nào cũng vô nhà hàng rồi nó business không ra, hút cũng không ra. Lúc nào xuống sao sai cũng nói này nói kia nghe giống như viễn vong vậy man. Giờ chỉ có phương án option 2 là giờ tích thì giờ rồi. Lên trực tiếp đúng cây rồi, luôn. Cây luôn, alo cây làm một cuộc gặp mặt luôn rồi hỏi đó. Cần mà, thì nó còn hù mình mà mày. Nhưng mà nó có quyền chối mà mày, nó có quyền chối không, mà. Thì tao mới hỏi mày nè. Mày hỏi nó coi hả, coi nó có biết thằng đám Phan Gang là đám nào không? Mày cứ hỏi thôi. Mày dẫn đi cái câu chuyện là mấy giờ này trong thành phố có nhiều đúng rồi, tụi nó nắm nhiều thông tin mà đúng không? Để coi thằng cây nó bùa cái bài gì tiếp theo. Thì anh em nếu như anh em giờ anh em chốt cái mà anh em là chốt theo kiểu mà giờ anh em gặp trực tiếp luôn đúng không? Gặp trực tiếp nói chuyện luôn đúng không? Vậy thì để tối nay tôi tại vì lát hồi tôi cũng đi gặp 420 nữa, gặp 420 để nói về vụ mấy cây cần nó nghĩ là do thằng Tâm Mì nữa. Ok. Nếu mà nói nữa nếu như cần thì tôi bẻ cái hướng qua luôn, mày hiểu không? Nếu này hướng đó thì tôi bẻ hướng qua luôn rồi có gì mà Ballad rồi Red Evil rồi 420 cùng đi gặp luôn thể luôn. Mà tôi nói nè. Chỉ hết vô luôn. Không bây giờ vậy nè, cái này hay hơn nè, thí dụ mà bốn bên mình cùng đi qua gặp tụi nó, giống như là mình cùng một xuồng mà đi qua gặp cái thằng đó thì nó sẽ nhiều chuyện để nói lắm mày hiểu không? Mà mình giả vờ giống như là
ba bên chứ ba bên mình cãi lộn nhau xong rồi qua gặp nó, hiểu không? À rồi, tôi hiểu cái cách của công ty rồi, đúng không? Hiểu không? Từ người tới hả? À? Không, không phải, nghĩa là giống như là mình lên cùng ba nhóm mình lên, nhưng mà mình là không đứng, mình cãi nhau á. Đúng rồi, mình không cái gì hết. Thì mình đi hẹn như tôi qua, tôi chửi má bà lát cho mấy bạn đi đá cờ đái lên rồi. Đái chỗ bãi rã hay là đúng rồi, xong 4:20 bắt đầu nó qua đây, nó kêu mới sao tụi tôi với ba lát đi hái cần của nó, xong kêu dạng vậy. Nếu như làm như mày tốt lành lắm hay gì đó, mày đi hái cần trộm của 4:20 thôi. Rồi đó, vậy đó, mình làm giống như là mình đang chuyện đấu đá nhau á, đang đấu đá nhau. Coi như là giống như là thí dụ mà tụi Phan Gang là của nó, là coi như kế hoạch 1 của nó là ok rồi đó, hiểu không? Làm cho tụi mình nội sức đầu bẻ chán, nội bộ bị lục đục đó. Sâu đó. Chốt khi nào gặp nó nè, để biết, để đi qua từng người, chứ bây giờ quan lượt một là trùng nữa nha. Đâu, ý là qua là vẫn phải qua, nguyên ba bên cùng qua luôn, mày hiểu không? Nhưng mà thay vì cái chuyện là ba bên đi qua một cách rất bình thường thì ba bên giả bộ cãi nhau. Ừ thì trước mắt là vậy đi, để mày qua nói chuyện với 420 trước, xong rồi có thông tin thì báo. Còn thí dụ mà bên Palace với bên Red á, nếu mà muốn đẩy cao lên thì tao cũng có một cái kịch bản khá hay để đẩy luôn. Tối nay bên Red có bao nhiêu nhân sự vậy? Nhân sự thường tầm mười mấy 20 á bạn. Ồ vậy quá đẹp, để mà làm một kịch bản đẩy cao rồi man. Nếu muốn đẩy cao tối nay chỉ cần đem xe đỏ với xe tím dí nhau, xong lấy súng bắn loạn xạ. Không, súng đinh, bắn súng thiệt luôn, nhưng mà đừng có bắn vô xe, phải không? Ừ, bắn lên trời á. Bắn lên trời á. Rồi xong mà lúc mà sắp lá cà là lấy. Ví dụ giả bộ sắp lá cà đồ là dùng vũ khí cận chiến thôi. Chung mình phải quậy sao mà kiểu mà tất cả nhiều người càng nhìn thấy càng tốt đó, quanh khu trung tâm này hết luôn đó. Đúng rồi, vô đập ngay khu chung cư phía sau luôn cũng được. Rồi vậy để có gì trước rồi, trước mắt cam kết là khi mà có va chạm là cũng không có cướp nhau, lấy giày thôi để biết bên nào giày thua, bên nào thắng thôi là xong vậy. Rồi rồi vậy thì ok, chốt để tối nay tôi gặp 420, xong rồi có gì tôi phone cho đen hay cho ti cái, rồi anh em mình chốt vậy luôn. Ok man. Ok, nói chung thì cái này giờ ra đi nhiều chuyện. Giờ đẹp nhất thì giờ mới tôi nghĩ là giờ câu chuyện này chỉ nên gom gọn ở hai bên mình thôi. Hai bên mình chung một xuồng câu chuyện thôi. Ok. Cứ nói chuyện với 420 trước đi rồi xem thông cái phong thái nó như thế nào đó. Tạm thời thì cứ để hai bên mình biết về câu chuyện này thôi. Còn ngoài ra khoan để những bên khác tụi nó biết tới. Chưa có đụng chạm gì tới lợi ích của tụi nó mà. Ok. Thì nhớ nhắc anh em luôn là ví dụ có va thì lấy giày thôi, chứ đừng có lấy đồ nhau rồi được rồi. Nói chung là diễn. Đúng, chính xác. Chơi hàng nguội mà không loot. Không, tôi nói nè, cầm hàng nóng chơi luôn nhưng mà bắn lên trời, hiểu không? Thì cầm hàng nóng bắn lên trời nhưng mà xuống nếu mà có va nhau rồi. Thì cầm đúng, hàng nguội thôi. Cầm hàng nguội chơi thôi. Nói chung cái này để tôi biết, để tôi về tôi xử lý anh em cho. Có gì rồi, nói anh chung em là đem lấy trong tối nay luôn. Đem một hai cây thôi, để mà có vấn đề gì với BD thì mất ít hơn. Mất ít thôi. Súng đinh càng tốt. Súng đinh thì chơi súng đinh. Thì tôi tính mà nếu như nãy anh em nói vậy, tôi tính là tối nay anh em đẩy hết qua súng đinh mà. Ok. Ừ, thôi chơi súng đinh đi, tại vì tao thấy súng đinh nó có một cái hiệu ứng gọi là Hollywood hơn, nó pop được. Đúng rồi, nó làm liên tục được. Ok, như là qua lớn luôn đúng không? Đúng rồi. Xuống xe là cầm cận chiến. Đập ở ngay sau chung cư luôn, nào đứng kế bên bắt đầu một cái đấy, đánh vậy đi. Luôn. Rồi, mà tao nói nè, anh em giờ tính vậy. Rồi nói luôn nè, anh em nếu mà có sau khi gục hết nhớ cẩn thận mấy thằng xung quanh nha, coi chừng nó lại rồi nó đá đồ anh em á. Nhớ dặn anh em luôn. Chữ người lại làm hậu phương. Hai thằng để lại hai ba thằng gì đó, đừng có gom vô hết. Thì để đó, để do Vinh Giang về setup đi. Rồi cái đó để tôi biết mà. Tôi xử lý mà, tôi hiểu khúc này mà. Giờ anh em mình, mọi người mọi mình nắm ý chung rồi, giờ cái ý riêng thì mỗi bên tự về triển khai. Về dụng thành công. Dạ thôi tôi bắn về trước luôn nha anh em. Ok, bye fan. Bye fan. Ông mạng áo đỏ nãy kêu tôi đó, biết ngay mà. Ờ có mấy thằng em của bạn kiếm mọi người. Đâu
Giang hồ mỏm tới 6 giờ sáng đi anh em, cho trời nó sáng sáng nó mới thấy màu xe anh em ơi. Ủa 6 giờ sáng hả? Đi kìa, bị khói vào kìa. Sư phụ có cái điếu đường nó là bằng lá chưa? Anh em mỏm thoải mái ơi, căng lên, càng căng càng tốt. Ôi, bán nào nó chửi mẹ sao sai ba lá táo tím. Tụ tập mấy em gái điếm gỡ chửi mày rồi Sam. Chết con rồi. Cái hình đấy xong rồi tất cả retweet nha. Toát từ hôm nay nó nát quá tụi bây. Hình gì, hình gì? Cái hình mà con chó. Chờ xíu, chờ xíu, chờ xíu, có liền, có liền, có liền. Con chó đâu mà cả. Kêu tụi nó bớt phân biệt vùng miền đi. Không hay đâu. Mà tụi mày kiếm có hình đó chứ vậy? Có rồi, đang nãy giờ mà. Đang còn bắt mõm. Đang khởi động á, khởi động. Còn chưa tím. Con chó một tí. Đâu đâu cũng điện thoại không vậy? Ủa, nhìn ghen nó đang lên chỗ đỏ kìa. Sao mà đỏ được? Dạ. Sao mà đỏ được? Trời, sao thằng nhìn... Thằng nhìn ghen nó đăng hình của nó. Retweet lại cái của nhìn ghen á. Đây, 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 retweet cái của em này. A few minutes later. Giọng nào mới nói nghe quen quen ta. Hình như bên tụi nó cũng khá đông đó. Nhanh. Trả lời lại qua kia, nó qua kia. Xe đi. Ta tới chung cư rồi kìa. Ok đúng không? Nói cái đoạn rồi đó, đúng rồi đó. Đi. Khởi động luôn đi, lấy cái súng đinh ra khởi động luôn đi. Ê, nó... Đừng di chuyển mệt. Lô. Kịp nói chuyện luôn, không kịp nói chuyện luôn. Bắn có súng ra đi. Để ý bắn trên trời nhiều nhiều chút nha, bắn trên trời nhiều nhiều chút nha. Không, chơi đây thôi. Nó lùa ra nè. Dễ bắn chưa các bạn? Em thấy xe nó bởi nhiều lắm. Có ngoài giờ đổi vô nè. Tụi nó ra đây vô đổi vô nè. Kìa, tụi nó kìa. Cứu em nhớ em báo. Đằng sau nha, ra ra đỏ nha. Ra đỏ, đừng có đi ra khỏi trung số trung cư. Một xe nổ. Billy tới kìa. Billy tới. Đừng chạy ra khỏi. Gì vậy? Xuống xe chứ vậy? Xe làm gì vậy? Xe nổ. Dạ. Cái chiếc Vespa. Billy tới hả? Sao? Billy tới lùi hay sao? Không, cứ dí tụi thằng đỏ rồi, dí tụi thằng đỏ rồi. Đỏ đi, dí tụi thằng đỏ đi. Xe hết rồi. Lại... xe nổ rồi. Thằng nào lại xe tao một chỗ nè. Backup. Miu ơi em xuống ghế dưới đi cho luôn ca lên. Chỗ đầu xe. Đỏ đây, đỏ là có chút lên nè. Đừng ơi, đừng qua đây con. Đâu vậy? Miu xuống ghế dưới đi. Đâu cái gì? Đi kiếm xe đỏ trên. Cover trước cửa chung cư này. Thôi xuống chơi đi. Chạy đi, thiếu người. Chạy bên trái, chạy thẳng bên trái đi. Đi vậy chạy nhìn trái. Tập trung lại coi. Bên trái đi, bên trái đi, dí đi. Đó nè. Cái cấp đèn thơm công viên này nó dí quá nè, trời ơi. Một xe của nó bị ấy nè, xe khói nè. Chỗ nó tầng thơm nhiều nhiều lắm nè. Nó bắn xung đình cho tới chết, nó bắn xung đình cho tới chết. Đỏ nha. Xuống xe đi. Mình cũng bắn súng đinh thôi. Mình ba nó cái rồi nó đỏ. Bắn súng đinh. Ba đi, xuống đi. Kéo xuống Little Seoul nè. Little Seoul nè, cả từ Little Seoul nè. Bắt một cái. Có tàu. Xe tao muốn bánh rồi. Ơ. Con du vô lại. Quá vậy. Bạn tôi. Chung cư nè. Bạn tôi. Bắt một con làm gì? Là bạn. Chung cư. Đâu, trước đỏ tao lừa này, bắt chung cư lừa này. Chứ lít tổ xe ôn 3-4 xe lên đông lắm. Ê, bộ mà lúc đổ bộ mà anh bộ mà. Sao vậy? Để tao đổ chi? Xe em đen, sao 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 xe em đen
Chạy ơi, chạy anh ơi, chạy anh ơi. Hết đạn rồi, hết đạn rồi, hết đạn rồi, hết đạn rồi. Hết đạn rồi, nơi chạy, chạy. Dòng ra đỏ nè. Ra đỏ, đỏ nó dí tao ra đỏ này. Ủa con xe dí tao. Cứu, cứu, cứu ra đỏ. Ra đỏ đâu, ra đỏ đâu. Ra đỏ nè. Tao chung cư nè. Để rồi, để rồi. Mày có xe, nó có xe kìa. Nhìn nhà xuống nè. Về xuống kìa. Xuống ít thôi, xuống ít thôi. Xuống ít thôi, xuống một, xuống một. Chừa xe bắt ốp, chừa xe bắt ốp nha, chừa xe bắt ốp nha. Bon. Đừng có vô, tụi nó bon. Dưới dưới anh nằm ơi, 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 dưới dưới anh nằm ơi. Nằm ngủ rồi. Chà luôn, chà luôn, chà luôn. Kè, tao lên, tụi nó ồ ra kìa, tao lên, tụi nó ồ ra kìa. Có đám mặt mét nữa kìa. Từ từ nha. Kìa, chơi nó. Chờ đúng không? Lên tên thôi. Chờ nó tùy. Qua này nha, đâu qua này nha. Đi rồi. Gần gần sát Vĩnh Giang, gần sát Vĩnh Giang đi. Vĩnh Giang đâu? Đập. Bon. Bon. Qua này nha, đâu qua này nha. Bon. Đi rồi. Bon. Gần sát Vĩnh Giang, gần sát Vĩnh Giang đi. Bon. Giờ nó tùy. Alo. Đâu qua này nha, đâu qua này nha. Đi rồi. Ý da. Kinh sát Vĩnh Giang, kinh sát Vĩnh Giang đi. Vĩnh Giang đâu? Kinh sát, kinh sát. Một hàng lấy sát Vĩnh Giang đi. Ủa, đập cho nó không chết. Ba hàng bốt nha. Ba hàng bốt nha. Tao làm ba rồi, tao làm ba rồi. Kia đông nè. Tao làm ba rồi, tao làm ba rồi. Rip, có hàng ngước, có hàng ngước. Đừng để đây, bon. Đứng đây canh mấy hàng ngước này nè. Bon. Ôi. Đi tới, đi tới. Xe lên, xe lên, xe lên, xe lên. Biến, 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 biến đi, biến đi. Chỗ đi, chỗ đi. Là chỗ mua lớp vậy? Chỗ mua lớp rồi. Nhỏ đi đâu nhỏ? Sam ơi lên xe, Sam ơi. Đi Sam lên xe đi, đi Sam ơi. Ờ, chỗ mua lớp. Đây anh, đây này, xe anh. Đỏ của một tăng nhá, đỏ của một tăng. Anh lên, lên xe này, lên xe đi, lên xe chạy bê đi kìa. Từ 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 từ. Xe này, xe này nhó. Bỏ bỏ bỏ, còn một bỏ, cho nó gom, cho nó gom. Chị á, chị á, chị. Còn người không? Người mình không? Sát Vĩnh Giang chưa? Chôn, 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 chôn đi. Còn người mình kìa, còn người mình, còn người mình. Đi làm đâu? Ơ không, chị ổn, chị ổn, chị ổn. Đem ba lắp còn đây. Xe, con siêu xe này bé bánh chạy ngon quá. Thằng báo kìa. Ê tụi nó còn dưới nè. Ở đâu? Ở đâu? Dắt người về đi. Xin cái địa chỉ. Sam. Ê, ê đừng đánh nó nữa, đừng đánh nó nữa, để nó dắt người về đi. Chưa. Ê, 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 lộn người mày, lộn người mày, lộn người, lộn người, thả xuống đi mày. Của mình là cái người. Có cái xác kim giang, xác kim giang, xác kim giang, ai kim giang. Không, 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 không. Không có lấy xác, không lấy xác. Bỏ hết, đi đi, bảo tàng. Rồi đi đi, để tao nói hút xác đi. Không, không, bây giờ chỉ xem có hút được xác mình không thôi. Rồi, hút hết rồi, đi đi. Đi đi tới kìa. Hút, 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 hút,